tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng, và quý trọng luôn trẻ em. Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng đó, thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Nhà trai xin mời xuất hiện. Xin mời nhà gái. Rồi xin chào anh, chào nhà gái bên kia. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe, để cùng hiểu nhau nha. Rồi mời anh ạ. Thưa quý vị đang theo dõi, đồng hành với cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi tên là Kỳ Nam, tôi sinh 1956. Tôi nguyên quán ở Kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Rồi tôi thì ở Sài Gòn. Rồi tôi là tốt nghiệp Đại học Bác sĩ Thú Y. Tôi là luật gia, tôi cũng có kinh doanh. Dạ, rồi bây giờ mời em. Xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi. Em là Nguyễn Thị Bích Hòa. Năm nay 45 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên nghiên cứu về kinh tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bên đàn gái biết chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đó, anh Kỳ Nam. Về mặt mạnh của tôi đó, tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng, và quý trọng luôn trẻ em. Đối với tôi đó, khuyết điểm thì cái thứ nhất á, về cái khuyết điểm về lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, lớn tuổi đâu phải khuyết điểm anh. nhưng mà tôi cho là lớn tuổi. Cái đó không phải khuyết điểm anh ơi, có thể là cái đó mình tạm gọi là điểm yếu thôi. Lớn tuổi là vợ cũng có lắm, cũng là khuyết điểm. Cái khuyết điểm của tôi á, thì khi tôi mà lái xe trên đường á, tôi gặp những người bất hạnh á, thì tôi chạy qua tôi thấy rồi tôi phải đảo xe lại, rồi tôi xuống xe, rồi tôi cho ít tiền người đó. Rồi, cảm ơn anh. Em nói chị nghe cái điểm mạnh của em nè. Em điểm mạnh của em là suy nghĩ tích cực, sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Yếu điểm của em là hay quên, không ít đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên quên hết. Tự nhiên quên hả? Tự nhiên quên. Anh đã có gia đình từ năm nào anh? Nếu mà kể hôn nhân không á thì có hai cái hôn nhân. Mà cái hôn nhân đầu tiên á là người vợ tôi là bác sĩ. Chúng tôi có được ba đứa con. Ba đứa con? Dạ, bây giờ ba đứa con tôi ở Mỹ. Rồi sau đó thì cô ta viết đơn ly hôn. Lớn nhất bây giờ nó là kỹ sư công nghệ thông tin thì nó cũng khoảng ba mấy á. Dạ. Cách nhau cũng 2-3 tuổi gì đó. Thì thằng đó là bác sĩ. Còn Úc? Còn Úc thì đang học y khoa. Dạ. Gái Úc. Còn người vợ sau đó? Tôi ly hôn vợ trước của tôi là bác sĩ thì tôi ở vậy 5 năm. Tôi sống một mình. Rồi trong 5 năm đó tôi buồn dữ lắm. Dạ. Rồi có những lúc tôi lái xe hơi về quê tôi An Giang á, rồi tôi nằm ở trong xe hơi rồi tôi buồn rồi tôi nghe nhạc. Thì 5 năm sau thì tôi gặp lại một cái người bạn sau này. Lúc đó cô gặp tôi là 26 tuổi. Sống với cô này bao nhiêu lâu? Rồi sống với cô này được 5 năm. Rồi trong cái lúc mà tôi đi Mỹ về á thì sáng hôm sau cô ta ẵm con đi. Tôi phải tìm rồi tôi chở con tôi về khi mà gia đình bên ngoại biểu cứ bắt về đi. Dạ. Anh xí xí em nói nhỏ anh, mình bớt nói cái cảm xúc của mình với cái người cũ để cái người mới bên đây người ta buồn á anh. Đàn gái giới thiệu chút xíu bây giờ để đàn gái đi. Nói nghe tình trường của em như thế nào. Em đã kết hôn một lần, sau 6 năm thì chúng em chia tay. Và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Thì cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà có người thì họ cũng mắc cái bệnh ghen quá chẳng hạn là em cũng sợ. Mỗi người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời mình là như thế nào? Là một người đàn ông vững chãi, ấm áp, yêu thương em như chính cái con người của em. Có cái cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Còn anh Kỳ Nam, anh muốn tìm một người phụ nữ để có thể làm một người bạn tri kỷ với anh trên con đường còn lại là như thế nào anh? Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Cái mái tóc đen bồng bềnh dài giống như là ca sĩ Mỹ Tâm.
đen mà quăng quăng hết, đen giận sấm đó. Ủa anh Kỳ Nam giờ anh đang ở đâu là chính? Tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn nhưng mà anh đi đi về Mỹ hả? Tôi đi đi về. Anh là quốc tịch Việt Nam hay là quốc tịch? Quốc tịch Việt Nam. Xin chào nhà gái. Chào Tô Linh. Chào chị. Bây giờ nè, mình cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Ví dụ hồi mà mở rào này ra đó, dạ, hai người tâm sự mà hiểu nhau á, dạ, thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ. Còn mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là... tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good à. Cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi vô bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi. Anh có 1 múi à. Với mối tình thứ ba này thì anh muốn có thêm đứa con nào nữa không anh? Chưa chắc để thì hỏi. Để hỏi đó. Nếu cô ta muốn á thì tôi cũng đáp ứng. Tức là mình có một đứa con 6 tuổi rồi phải không em? Dạ không. Em là chưa có con ạ. Sống với nhau được 6 năm rồi em chia tay. Anh ơi bên đây chưa có con anh ơi. Chắc ta muốn có con á. Dạ em cũng rất là như trẻ con nhưng mà em cũng không có ý định có em bé nữa. Với cái tuổi 45 này thì đối với sức khỏe của em nữa. Thì em không có, nếu có đẻ thì em cũng không đẻ nữa. Nhưng mà hiện nay bé 2 tuổi đó sống với anh hay sống với bà xã anh? Cái cô thẩm phán mà giải quyết ly hôn vừa rồi đó thì cổ giải quyết con theo tôi. Yeah. Nhưng mà cổ nói là theo luật á thì con dưới 3 tuổi thì theo mẹ. Tạm thời bây giờ anh chưa có vợ, anh chưa có người phụ nữ để mà cùng anh chăm sóc đứa trẻ thì tôi quyết cho nó theo mẹ. Rồi khi nào mà anh thấy đủ điều kiện có người phụ nữ kế bên á cùng chăm sóc con á, dạ, thì anh làm đơn thay đổi quyền nuôi con thì tôi sẽ giải quyết. Tức là giờ nếu mà anh có gia đình tôi thì... vẫn cương quyết bắt con của về. Dạ, dạ rồi, vậy là con có thể về với anh được. Đi với ai vậy? Em đi với cả bố mẹ em. Trước tiên tôi xin chào MC Thuyền Linh, dạ, và nghệ sĩ Hồng Vân. Thực sự là tôi đang điều trị ở viện về cái khớp, nhưng tôi trốn viện tôi về để ủng hộ cho con gái. Rồi là trước tiên tôi nhận xét về anh đây thì tôi thấy cũng rất là dễ thương. Có cái gì đó hợp vì anh cũng bên luật sư phải không ạ? Dạ, được. Tham gia chương trình như Hòa nó không có duyên, nó học thiếu, trước kia thiếu có nửa điểm là nó cũng đỗ. Nhưng mà thôi nó cũng bỏ. Đến đây là một cái duyên rồi. Bấm hay như thế nào đó thì nhường lại cho hai cháu. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình. Dạ, chúc hai bác khỏe ạ. Anh Kỳ Nam đi với ai ạ? Tôi đi với đứa cháu. Tôi tên là Mỹ Hạnh, cháu của cậu Kỳ Nam. Năm nay tôi 69 tuổi. Má tôi là chị thứ hai của cậu Kỳ Nam. Thì giờ tôi có những cái lời nói là cậu tôi đã cũng gian dở hai đời, nhưng mà giái trời Phật cho kỳ này kết duyên hai người thành đạt với nhau. Cảm ơn cháu ạ. Thôi bây giờ mở rào đi. Mở rào đi. Rồi mở rào. Anh có món quà nhân cái đầu ngày đầu tiên mà gặp em ở trong cái chương trình này, một cái đó hoa 99 bông hồng. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh nhưng mà món quà tinh thần. Dạ. Rồi. Đây là một bài mà em rất là tâm đắc. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đêm giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cỏ lặn lội mấy chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Cảm ơn ạ. Hay cảm quá. Ơn em, cái bài rất là hay. Anh tiếp một bài mà hai bài đều không nghệ sĩ. Dạ anh hát đi. Dạ dạ, dạ. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu.
Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa. Tình yêu trong tay đó em tìm hoài ơi em. Rồi thư đi qua lại cây nhờ môi với mai, anh đưa em giao phố lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu vàng yến nè. Anh chọn màu vàng quanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Anh xin lỗi. Hết giận chưa? Hết giận rồi. Rồi vương vợ lại lành. Ngày cưới anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngần ngỡ. Trọng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá đi thôi. Hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hay quá. Hôm nay em cũng gửi tặng chương trình bài thơ ạ. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn ekip của MCV. Ông Mai và mối tuyệt ghê. Kết duyên bao cặp nên đôi kịp đò. Bấm nút là đã hẹn hò. Lắng nghe tim đập nhịp chờ nhịp trông. Đến khi hôn thì đã xong. Vỡ òa hạnh phúc trông mong một đời. Xin cảm ơn. Hay quá. Em muốn hỏi gì vậy anh? Ừ. Em muốn hỏi anh là quan điểm thế nào để mà về tình yêu mà để nó bền vững, hôn nhân bền vững á. Anh cũng định hỏi em lại câu đó nhưng mà em hỏi trước rồi thì coi như là có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Trong tình yêu á thì mình phải chân thành. Mình phải có một cái quyết tâm là sống với nhau trọn đời và chung thủy. Người chồng cũng như người vợ á, theo quan điểm của anh á, vợ nấu cơm, chồng rửa chén, cùng nhau nuôi dạy con và phải có cái kế hoạch nuôi như thế nào, rồi nữa nó học ở đâu và nó làm việc ở đâu. Thì cái kế hoạch đó thì mình phải có thống nhất với nhau. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái mà để cho trong tình yêu cũng như hôn nhân mà bền vững là phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa. Để lắng nghe, có sự lắng nghe để hiểu nhau. Vì khi mà vợ chồng mà sống với nhau á, mà có cái bất hòa, anh là cái người chủ động làm hòa trước. Dạ. Đó, để giải quyết cái bất hòa đó. Cái thứ hai nữa, mình phải cùng nhau. Dạ. Tâm đầu ý hợp. Có xa một chút xíu á, thì mình cũng phải giữ gìn, mình phải bảo vệ cái tình yêu, cái hôn nhân để cho nó trường cửu. Giống như là sông Hằng và núi Everest. Hết thời gian rồi. Quyết định trong vòng 3 tiếng đếm anh chị nha. Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian. Anh không bấm, chị cũng không bấm luôn. Dạ. Chia sẻ chút xíu tại sao chị lại không bấm nha. Tại sao vậy em? Về mọi mặt anh đều rất được. Nhưng mà em nhìn trong anh cũng như qua lời nói với cái sự trao đổi của anh thì chưa có cái cảm nhận được cái tình cảm của anh. Anh cảm nhận thế nào ạ? Tôi cũng xin lỗi chương trình. Thì tôi cũng chưa có chuẩn bị được cái thời gian mà để mình tính những cái chuyện hôn nhân nữa. Dạ. Thật sự nói thì anh yên tâm. Hôm nay anh chị không bấm nút nhưng mà ở trên truyền hình đó, rất nhiều người cũng sẽ tìm nút bấm cho anh mà bấm nút cho chị ở đây. Cảm ơn rồi. Chương trình rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe hạnh phúc nha. Dạ. Trời. Ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Kiểu như là biết yêu thương em nữa, là yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu là bé khỏe bé ngoan được không? Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, người ta, em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say, người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày á. Nhà gái.
Thôi, mời nhà trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả cùng với hai vị MC và bạn nam bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện tại em là giáo viên tiểu học của một trường tư thục ở Bình Thạnh. À, giáo viên hè gì xuất hiện với một cái bộ áo dài nền nã, tôi thích quá à. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, mời nhà trai. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phước Quý, hiện tại em đang làm việc ở phòng COD, nhân viên xuất nhập khẩu Logistics. Em hiện tại đang ở đường số 2 Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Em lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vừa lên được 9 tháng. 9 tháng hả? Dạ. Em lên đây ở với ai? Dạ, em lên đây em ở với chú em. À, chú em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. Rồi mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi. Dạ, nói về ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét thì em có một số ưu điểm như là viết chữ đẹp. Đây là một trong những nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiểu học. Và em thích làm từ thiện. Hồi là sinh viên thì em có đi hiến máu nhân đạo cũng như là tham gia các câu lạc bộ dạy tình nguyện. Còn nói về khuyết điểm thì cũng có khá là nhiều. Ví dụ như là em khá là đam mê công việc nên là nhiều khi ít có thời gian dành cho bản thân của mình. Nên là thường thì một ngày 24 tiếng em dành hết hơn 20 tiếng để dành làm việc. Thời gian ngủ thì khá là ít. Và đôi khi thì cũng nóng tính, nhưng mà nhờ làm nghề giáo viên nên cũng quản lý được cảm xúc của mình. Thật ra thì những cái khuyết điểm của em nó không có cái gì hết trơn á. Tại vì nhiều khi chưa có bồ á, cho nên không có dành thời gian cho bản thân á. Tới hồi có bồ rồi là sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn, đúng không? Dạ. Tập trung cho bồ nữa. Rồi, nhà trai, bên đây người ta dễ thương lắm đó nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho bên kia nghe đi quý. Dạ, khuyết điểm của em là ngại giao tiếp giữa đám đông, với lại sợ ma. Sợ ma hả? Dạ, nhưng mà em chưa biết mặt con ma ra như thế nào. Không thấy thì còn sợ hơn nữa. Thật ra không có ma đâu, đó là do mình ám ảnh thôi. Không có đâu, đừng có sợ nữa ha. Dạ. Anh nói thôi trên còn sợ chúa nữa. Dạ. Anh nói thôi trên còn sợ chúa nữa. Dạ. Rồi thí dụ giờ anh thí dụ như em đi chơi với bạn gái, đi Đồng Tháp về thăm quê em, rồi lỡ chúng ta khuya chúng ta mới đi thăm nhà người thân gì đó, lỡ khuya rồi em với bạn gái, em đưa bạn gái về nắm tay bạn gái rồi gặp con ma, rồi em bỏ bạn gái em chạy, hay là em nắm tay em giữ tay bạn gái không chạy? Đi hai mình thì chắc không sợ đâu, phải không? Lúc đó thấy con ma hay là sợ ma bỏ quá luôn. Bỏ bạn gái chạy luôn. Dạ dạ luôn. Ông Mai hỏi cái này khó cho người ta quá à, tội nghiệp. Tại vì á, biết sao nó lâm vào trường hợp của anh Linh rồi. Bởi vì xưa lâu lắm rồi, xưa anh có một lần học lớp 12, 11 á, là anh có ý một cái cô gái ở xóm bên kia. Xong rồi lúc đi học về đưa cô ấy về tới nhà lúc 5 giờ mấy, đứng nói chuyện xong tới 6 giờ rưỡi bắt đầu cái cổ đưa anh ngược về nhà. Cổ đưa anh về tới nửa đường thôi, cổ không đưa nữa. Thế là đang chưa tới nửa đường á, là mình thấy có gì nghe rét rét chạy qua kia, bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Đó, kiểu vậy đó. Dạ. Là cô giận mình luôn. Dạ. Cô cũng chơi với mình luôn. Dạ. Là do mình sợ ma đó. Nó dạ. Tập quen với ma đi em. Em về em coi phim ma nhiều đi em quen à. Có một cái tật xấu gì không? Dạ em không có. Không có. Uống rượu có không? Dạ có, uống bia. Uống lầy không? Dạ không. Ờ vậy được. Bây giờ nói chút xíu về đường tình duyên đi Quý. Dạ em có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là năm em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 11 tháng. Cái mối tình nó quen bao lâu? Tầm khoảng 7 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ do lứa tuổi, hai bên lứa tuổi nó bị chênh lệch với lại cách sống khác nhau nên. Chênh lệch nhiêu tuổi? Dạ em thua bạn gái đó 7 tuổi. Em thua có 7 tuổi hả? Dạ. Bên kia nay mấy tuổi quên rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Quý nhiêu? Dạ em 27. Sinh rồi vậy được, chúng tới 7 tuổi nha. Đường tình duyên ta trắc trở vậy đó. Quen có 7 tháng thôi. Là mối tình dài nhất rồi đó. À, còn bạn gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa có quen bạn nào hết đó chị. Chưa có mối tình nào luôn. Ta học xong tới hết lớp 12 rồi học sư phạm. Dạ, là cũng rồi. Hết thời gian rồi, rồi đi làm là rất là yêu công việc cho nên đâu có thời gian đâu. Dạ đúng rồi. Vậy thì em bây giờ muốn tìm người yêu thế nào hả em gái? Em chỉ cần tìm một người yêu là đầu tiên là phải có đạo đức, biết tôn trọng ông bà cha mẹ, kiểu như là biết yêu thương em nữa và yêu thương bản thân của mình.
Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan được không? Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan được không? Nói về ngoại hình thì chỉ cần anh ấy cao hơn em thì khoảng 1m7. Em nghe nó không hút thuốc lá là thích rồi chị. Nói chung là những nhu cầu của cô gái bên này cũng rất là đáng yêu, dễ thương và dễ đáp ứng. Chào em. Dạ chào chị. Chị thấy về ngoại hình là có thể đáp ứng được cho em rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái hình mẫu lý tưởng về người bạn gái của em là gì? Em thích người bạn gái là mẫu truyền thống. Trời ơi, giáo viên là truyền thống. Dạ. Truyền thống lắm, mặc cái bộ trang phục bước ra một cái là thấy truyền thống rồi. Tại em thích hướng nội và truyền thống. Tại vì em gốc miền Tây nên em thích phụ nữ nó truyền thống hơn. Chứ không có đầu xanh, đầu đỏ, xăm mình lè lè thế này kia. Nhưng mà xăm hình nhỏ nhỏ được không? Dạ, em không, gia đình với lại em hồi nào giờ không có cái cách nhìn tốt về cái đó. Để hỏi cô giáo, có hình xăm nào không? Cô giáo có hình xăm nào không cưng? Dạ, ba em cũng rất là khó tính nên hồi lúc em có nhuộm tóc nhưng mà ba kêu là đi nhuộm lại. Em để dài rồi em cắt nó đen lại. Còn hình xăm thì em cũng không dám xăm cái nào hết. Nó trời ơi, quá trời truyền thống rồi. Vậy là hai người truyền thống gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Còn gì khó hơn nữa không? Có đòi hỏi nấu ăn được không? Dạ không, đó em làm được. Rồi, quá ngon. Nhà có anh trai không? Dạ không. Ừ, tưởng có gả cho chị Lan chứ chị Lan đáp ứng đủ nhu cầu. Rồi, đến qua anh xem nhà gái sao. À, chào em gái. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ là đánh vợ. Đánh vợ? Này căng rồi nha. Không ai thích cái điều đó hết trơn á. Sao? Mình thấy là mỗi lần mà mình nổi nóng lên là mình có thường cắn tay, hạ cắn chân không? Dạ, phụ nữ là để yêu thương rồi. Rồi. Nói là phải giữ nha. Còn rồi. Gì không thích nữa? Dạ, không biết là anh ấy uống rượu xong anh đó đi ngủ hay là anh ấy uống bia xong thì anh ấy có nói gì không? Sao? Có không? Dạ, khi mỗi mà... Mỗi lần mình xỉn đó là mình sao? Nhớ dạ. Không? Dạ nhớ. Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, người ta, người ta em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày để mình tiếp thu. Rồi đừng lo nữa em gái. Sau chương trình này sao không ai đi nhậu với nó nữa? Sao vậy? Khai thác. Đúng rồi. Chết rồi, khai trên đây là dại rồi. Yên tâm. Chết. Rồi yên tâm, chị nhậu là không có gì rồi ha. Yeah. Yêu cầu thì hai bên đó bàn bạc hết rồi. Bây giờ vấn đề là mình gặp nhau để thấy thế nào thôi. Em gái đi với ai? Dạ đi với hai em gái ở dưới. Hai em ruột là đúng không? À, con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. À, và chào các khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin gửi lời chào đến anh trai ở đây ạ. Em cũng có một vài lời muốn nhắn nhủ với anh, đó là chị hai em thì rất là tình cảm và giống như là rất là thật lòng. Mỗi khi mà dành tình cảm cho ai thì cũng rất là thật lòng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị hai em cũng có một cái tính là hơi bướng bỉnh một chút xíu. Em chỉ hy vọng là tìm được một anh trai có thể là thấu hiểu và bao dung cho cái sự bướng bỉnh đó của chị hai em thôi. Chị hai ơi, em thấy anh trai bên này thì về ngoại hình thì có thể là phù hợp với chị hai rồi. Còn về tính cách thì em nghĩ là bây giờ mình chưa có thể đưa ra một cái nhận định nào cả. Cho nên là em vẫn hy vọng là hai anh chị có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể cùng nhau bước xa hơn à. Dạ, cảm ơn. Chị Tư, ý kiến chị Tư sao nè? Thì con thấy là anh trai là chững chạc, trưởng thành, nói chuyện cũng tình cảm. Con thấy anh và chị cũng có một vài nét tương đồng, ví dụ như là hai anh chị cũng là cùng quê miền Tây, chị con thì là gốc Đông An. Hai người cũng gia đình cũng có một nét gì đó gọi là truyền thống, cho nên là đến với chương trình con thì rất là tin tưởng vào sự quyết định của chị hai. Nếu mà hai người có bấm nút trao cho nhau cơ hội thì con chúc cho hai anh chị tìm hiểu nhau thật là kỹ và đưa ra được quyết định đúng đắn. Dạ con xin cảm ơn. Con là chị Tư đúng không? Còn có chị Năm nữa không? Dạ có. Có Út nữa hả? Có chị Năm nữa hả? Dạ có. Út nay nhiêu tuổi? Dạ Út năm nay là 18 tuổi rồi. Trời. Vậy là bố nhà của bốn chị em gái. Tứ đại mỹ nhân. Từ từ từ, chị hai tới chị ba rồi chị Tư rồi tới chị Năm lên đây hết nha. Dạ. Để chú với chị Ngọc Lan lo được không? Dạ. Rồi được rồi. Rồi mở rào. Mở rào thôi.
mình con gái mà mình phải ngồi im. Rồi, bắt đầu đi. Tôi thấy có hai bó hoa rất là đặc biệt nha. Dạ. Đó. Dạ, đứng đây. Dạ, cảm ơn anh. À, em trai đứng đó. Đây. Mình hãy lý giải. Tại sao mình lại tặng hai bó hoa? À, lần thứ hai đây là em đến với chương trình. Lần đầu tiên bó hoa, lần đầu tiên là ngày 23 tháng 2 vừa rồi. Thì em vừa mới tới cổng thì em test lên hai vạch Covid. Nên em phải quay về, ôm bó hoa quay về. Hôm nay nó khô rồi, em mua thêm bó nữa tặng ngày hôm nay. Tức là quý vị có thể thấy cái bó hoa này, cái bó hoa này nó khô hẳn luôn. Tức là bạn này rất là quyết tâm khi mà đến đây và quyết liệt để đem cô dâu về. Đó, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Đến tham gia chương trình thì em cũng có chuẩn bị cho anh một món quà. Em cũng ráng trồng cái cây này mặc dù em có tay trồng cây. Đây, để chị hỗ trợ. Đó là cái duyên đó các bạn. Thật ra nếu như lần trước bạn trai tới thì nó đã khác rồi, đúng không? 23 tháng 2. Rồi, cảm ơn. Bạn có chuẩn bị cho anh một bài thơ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đọc lá thư đi. Dạ, em xin đọc bài thơ là Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Dạng người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Hay quá. Rồi, các bạn về chỗ đi. À, anh có câu hỏi gì cho em không? Em có cảm nhận gì về anh khi mới gặp lần đầu? Dạ, đầu tiên nếu mà chưa kéo rèm á, thì em nghe anh chia sẻ thì rất là thích. Bởi vì cái giọng của anh rất là hay. Sau khi em gặp anh á, em nhận được bó hoa của anh và biết được lý do vì sao mà em có hai bó hoa trong chương trình ngày hôm nay, thì em thấy là rất quý trọng buổi gặp ngày hôm nay ạ. Tại vì anh giữ bó hoa đó là coi như là cái sự cố gắng và coi thử cái duyên của mình tới đâu. Mình cũng cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho em lần thứ hai để ghi hình. Thì ngày hôm nay đó tới thì gặp được em. Dạ. Thì em có lời sau cùng muốn nói với bạn gái là chưa nói lời sau cùng đâu. Ừ, đúng rồi. Cứ nói lời kế tiếp đi. Sau cùng của cái chương trình này là sau những mối tình em thì hay bị lụy tình, sau những lần chia tay là những lần khủng hoảng, những cơn ác mộng. Thì sau cái chia tay đó là làm cho em tỉnh mộng để em sống và làm việc. Và hai ngày hôm nay thì gặp được em, thì anh mong đây là sự thật chứ không phải là ác mộng hay là tỉnh mộng. Ngày hôm nay là sự thật, là cái duyên của anh với em gặp em. Dạ. Bây giờ mình tính hẹn hò đi. Thời gian của em thì như thế nào? Thời gian em làm việc giống như công sở vậy á. Thì thường khoảng 5 giờ là em có thể kết thúc ra khỏi trường học. Nhưng trừ những buổi họp thường là đầu tuần hoặc cuối tuần thôi. Còn lại thì thứ bảy chủ nhật em có đi học. Em đang đi học cao học. À, nên là nếu như rảnh thì chúng ta có thể hẹn hò nhau vào cuối tuần, buổi tối thứ bảy chủ nhật. Hoặc là nếu như trong tuần chúng ta có chuyện gì đó muốn nói trao đổi với nhau thì có thể call cho nhau hoặc là hẹn ra một nơi nào đó nó gần một chút xíu. Thứ bảy chủ nhật thì em có đi học thêm, nếu như có lý do thì anh sẽ qua chở em, chừa thời gian một ngày hay ngày gì đó, của một tuần hai tuần gì đó chở em đi học. Mình tính xem khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được, kết hôn với nhau được. Khi mà anh vừa ra trường thì anh đi làm cho công ty Hoàng Anh Gia Lai bên Campuchia, thì anh cũng không có quen mối tình nào. Anh về đây học thêm và là đang làm việc một cái ngành mới, cũng chưa sẵn sàng về chuyện kết hôn, nhưng mà để cho nó đầy đủ hơn thì lúc đó sẽ tiến xa hơn. Còn hiện tại là mình vẫn tìm hiểu đến nhau, vì khi anh quyết định kết hôn là anh có thể làm cho em mua một món đồ đó không phải suy nghĩ. Dạ, rồi. Thì anh mới kết hôn. Dạ, cảm ơn anh. Còn theo ước tính của em á, thì hồi nhỏ thôi và sau này em lớn lên thì em cũng suy nghĩ là tầm khoảng 25 tuổi thì em sẽ quen một ai đó. Tại vì lúc đó là mình đã ổn định về công việc cũng như là việc học thuật của mình rồi. Và khoảng mình quen nhau mà tìm hiểu kỹ á, và cảm thấy là hợp thì khoảng 2-3 năm. Hoặc là thậm chí là tìm một thời điểm mà thích hợp thì mình có thể kết hôn cũng được. Không nhất thiết là kết hôn sớm hoặc là kết hôn trễ. Thời điểm phù hợp thôi. Rồi, bây giờ Quý tiến tới nắm tay bạn gái Ánh Tuyết ha. Em xin lỗi là cho em xin cái khăn giấy. Tại vì em bị phong thấp nên là tay ra mồ hôi. Có ngay. Tà áo của chị Lan nè. Lẹ lên, lẹ lên. Không có thời gian đâu. Nắm tay rồi, không có thời gian đâu. Đó là những giọt mồ hôi của tình yêu mà. Rồi, rồi hết. Tiến tới luôn. Những giọt mồ hôi của tình yêu ăn thua gì đâu. Nắm hai tay Quý.
có nhìn thẳng vào mặt bạn gái rồi mình nói lên cảm nhận từ nãy giờ nói chuyện, mình thấy cô gái đối diện như thế nào? Dạ, cảm thấy cái giọng nói của bạn gái thì học ngành sư phạm giáo viên thì giao tiếp giữa đám đông rồi cảm thấy giọng của bạn gái ấm áp, và ngày hôm nay thì gặp được bạn gái cũng thích hợp với em về cả tính cách, về cả cách sống. Rồi em gái, tới em gái nói đi. Em thì rất là thích tính cách của anh Quý. Nếu như có cơ hội thì em cũng mong muốn là về quê anh chơi hoặc là tiến tới một mối quan hệ tốt hơn, ví dụ như là kết hôn. Thôi, bây giờ chúng ta trở về với ghế ngồi và đưa ra quyết định của mình. Quyết định bấm hay không bấm là của các bạn. Bấm là phải chân thành, bấm là phải thật lòng mình, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm hả? Em bấm. Các bạn là tôi hết hồn luôn á. Em bấm nhẹ quá hả? Dạ đúng rồi, em hơi ứng ứng nhẹ nhẹ đó. Làm chúng tôi hồi hộp. Trời ơi, thật sự luôn. Thật ra các bạn rất là hợp với nhau á. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi, nắm tay đi. Bây giờ là Quý, gia đình của Ánh Tuyết đang xem chương trình. Anh xin phép hai bác, xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Dạ, không biết nói gì hơn, chỉ gửi đến gia đình của Tuyết một lời nói chân thành nhất. Khi đến tham gia chương trình này, con cũng không ngại trắc trở đến đây lần thứ hai, và rất là nghiêm túc và rất muốn tìm hiểu Tuyết, con của hai bác. Dạ. Và cũng muốn gửi tới người thân của con là nội ơi, con sẽ dắt Tuyết về một ngày gần nhất. Thật là cảm động. Cháu dâu tương lai gửi lời chào nội Tuyết đi. Dạ, con chào bà nội. Hẹn một ngày nào đó là anh Quý dẫn con về chơi với nội ạ. Trời ơi, thôi. Nội vui rồi. Hy vọng hai đứa sớm về để gặp nội nha. Dạ. Đây là những món quà chúng tôi dành cho các bạn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta hãy đến tới cặp đôi thứ hai để xem câu chuyện của họ như thế nào và họ có bấm nút với nhau hay không nha. Xin mời. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Bà thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cần những người biết đó. Anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Để giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn. Đẹp trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... Trước dịch đó thì em làm ở trên này. Nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Dạ. Em về Biên Hòa mở pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đường tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em thì người Bắc. Thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không chịu. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Bà thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không?
Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh à. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm hết cũng không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình đó. Làm cho mình không có thời gian để làm cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình, thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức á, thì nó cũng phải như thế nào mình có gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh à. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói là, nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị, tại vì bề trên cho anh sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái á, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói chung là lễ phép, với tại vì bên đây bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái anh nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn nữa. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không có đi kịp. Thôi này, nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ đó, tôi được mời anh chị về. Rồi, khỏe. Dạ rồi, mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là tươi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp, thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi, để xem mặt nhà gái cái coi. Nền nã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. Rất là nền nã đúng rồi. Mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra, hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Ôi chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói đi. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nút đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á là
cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không, hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đầu của anh chồng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Sợ về làm dâu nấu đám giỗ nấu một cái là ê hề là không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa, đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải là... ta muốn bàn riêng, trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút, có bấm nút không bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Yeah. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Coi mình có đến được hay không thôi. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ Hải tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn phải nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh đô là bên em thôi, chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tươi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm đó, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm đi nhìn gì nữa trời. Chúng ta đang đám giỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm ra được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó. Hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nhé. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn. Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có 3 mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì... Dạ, thấy chưa? Trời ơi, xứng lứa vừa đôi. Ba người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối tôi. À, em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời em rồi đó. Anh trai. Thôi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng.
Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. À, điểm mạnh điểm yếu của chồng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình vì em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học. Do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được 1 năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết, lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn, ảnh cũng quan tâm, ảnh cũng chăm sóc em, nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng. Quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phu. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. Hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ có ạ. Em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Gồm phai khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Phai, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Dạ, thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ con, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen? Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. Đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình. Rồi. Ba miễu quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi có chị Ngọc Lan. Một mình ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi, rồi mình thể hiện tất cả tài năng của mình cho nhau nghe để chinh phục đối phương nhé.
hôm nay đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được có món quà em ạ. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái duyên phận đó. Sao? Dạ, tự nhiên gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Lần đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Lát nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Khó ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là em. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai? Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay quá. Rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ trọng hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác. Tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác và được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là ta sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến tỉnh Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In
the world, baby kiss me. Em xin hết ạ. Trọng Hữu ơi, tiến tới ha. Chúng ta nắm tay bạn gái. Hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ, cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị Trời ơi, tự nhiên tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha. Xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là Trọng Hữu, hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình ở bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, các bạn đi đường này nè. Đi đi, chị Lan cầm đồ cho.